10 câu nói thô nhưng thật sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. 1. Ngoại hình và gia cảnh mãi là một khuôn khổ mà xã hội mang ra để phán xét một con người. 2. Niềm tin giống như một tờ giấy, một khi đã nhào nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được nữa. 3. Đừng dựa dẫm vào bất kỳ ai trên đời này, bởi vì ngay cả cái bóng của bạn cũng rời bỏ bạn lúc tối tăm. 4. Người bạn yêu chưa chắc đã yêu bạn, hãy biết buông bỏ đúng lúc để tránh bị tổn thương. 5. Sẽ đến lúc bạn gặp thất bại, nhưng hãy nhớ rằng không ai thành công mà chưa từng thất bại. Điều quan trọng là bạn có đủ dũng khí để đứng dậy hay không. 6. Có thể tiền không phải là tất cả, nhưng có tiền thì mọi thứ luôn dễ dàng hơn. 7. Cuộc đời cũng giống như Facebook vậy. Mọi người sẽ like vấn đề trong status của bạn, nhưng sẽ không ai giải quyết giúp bạn cả, vì ai cũng bận cập nhật status của mình. 8. Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, bạn có thể bỏ lỡ nó. 9. Tha thứ thì dễ dàng, nhưng tin tưởng một lần nữa thì không dễ dàng như vậy. 10. Ai rồi cũng sẽ phải tạm biệt cõi đời này. Bởi vậy, hãy sống sao cho bản thân không phải hối tiếc bạn nhé.